chào quý vị, tôi là Xuân Bắc. Để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Chào Việt Nam, đội trưởng, giám đốc Park Hang-seo입니다. Chào mừng Việt Nam để đội trưởng của tham gia chuẩn bị đã. Tôi là Phan Anh, tôi sẵn sàng chung tay một Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là Sắc Hưng, tôi rất cảm kích vì sự hy sinh của những chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Và tôi luôn sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là ca sĩ Tuấn Hưng, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là nghệ sĩ Tử Long, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là Á hậu Hoa hậu Việt Nam năm 2014 Nguyễn Trần Huyền My, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là Đặng Văn Lâm, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân, tôi sẵn sàng chung tay cùng vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là nhà thiết kế Phạm Đăng Thanh Thư, tôi sẵn sàng chung tay cùng vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tôi sẵn sàng chung tay cùng vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam, sẵn sàng cùng chương trình văn hóa doanh nghiệp chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Tôi là doanh nhân Phạm Kim Dung, tôi sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh. Và tôi là Trần Mạnh Khang, sẵn sàng chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh.